đây là chúng mày tự ý đăng tao lên, chúng mày chưa hỏi ý của tao, mày hiểu chưa? Sao tiểu ta mà mặt dày dữ trời? Mày nói tiểu ta mày hả? Trở lại với kênh của mình và mình là Khánh Linh đây. Ok, thì dạo gần đây bọn mình xảy ra khá là nhiều chuyện khiến mọi người phải quan tâm và bận lòng ấy. Hôm nay thì mình sẽ giải quyết nốt vấn đề cho mọi người, không ai cần phải bận lòng về bọn mình nữa nha. Thì câu chuyện của bọn mình là xảy ra khiến bọn mình kiểu chiến tranh lạnh và không nói chuyện với nhau là do phần lớn là do người yêu cũ Quang. Hôm nay thì mình muốn hẹn bạn ấy ra để nói chuyện rõ ràng. Quang cũng có hẹn bạn ấy ra để cho mình nói chuyện rõ ràng à mọi người ạ. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi gặp bạn ấy nhá. Thực ra ấy, nói chuyện với bạn đấy mình không cần gì cả, mình chỉ cần một lời xin lỗi từ bạn đấy thôi. Tại vì bạn đấy chính là nguyên nhân gây ra cái cuộc cãi vã của bọn mình và gây ra khiến bọn mình chiến tranh lạnh suốt hơn 2 tuần liền. Thì hôm nay mình sẽ đi gặp mặt bạn đấy và nói chuyện đối chất thực sự nhá. Mình không biết là bạn đấy có xin lỗi mình không. Mình chỉ nghĩ là bạn đấy rất cần một lời xin lỗi từ bạn đấy và bạn đấy rất cần xin lỗi mình. Ok thì mình sẽ đi, mình sẽ gặp bạn đấy và mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok anh em ơi, bọn nó đến rồi. Đến rồi mọi người ạ. Mày đông mấy lần. Tao, hôm nay hẹn tao ra đây muốn nói chuyện gì, nói đi. Mày đi nói chuyện nên mày hay mày đi ăn thịt tao, mày rất nhiều người ấy. Rất nhiều người bãi, em có cái gì. Tao gọi đây trừ trường hợp chúng mày muốn úp sọt tao thôi. Sọt gì, mày úp sọt phần tao hay phần tao úp sọt mày? Đi nói chuyện bình thường, mình dẫn theo người là làm gì? Chúng mày không dẫn theo người à? Đây là cái gì? Đây là cái quất tí. Đây là thằng bạn tao đi cùng thôi, tao đề phòng những lúc như này này. Thì tao cũng đề phòng thôi. Đề phòng thì là 2, 4, 5 thằng. Mày định nuốt tao à? Hay làm gì? Chẳng lẽ tao để cho mày nuốt tao à? Thế rồi. Hôm nay mày hẹn tao lên nói chuyện gì? Nếu mà bình thường thì sợ gì nuốt ai? Ơ, không hay nhỉ? Tao chỉ muốn gọi là mọi chuyện nó kết thúc ở đây được rồi, không muốn kéo dài nữa. Thế mày thấy có đúng gì không? Tao chả thấy tao sai gì cả. Nhưng mà ý chúng mày đăng tao lên mạng, chúng mày không hỏi ý tao. Bây giờ mọi người đang tô xích tao ấy, tao phải khóa trang cái nhân Facebook của tao ấy. Thế mày không làm gì sai mà không tại vì sợ. Mày sai quá, tại vì mọi người tô xích. Tao chả mày sai thì không ai tô xích mày cả. Tao sai thế nào mày nói tao nghe thế nào? Sai thì mày còn chưa biết à? Tao chả thấy tao sai, tao muốn với lại tao nói thế thôi. Không biết mình sai chỗ nào. Mày làm tiểu tam nhiều quá giờ mày trai mặc. Mày nói ai tiểu tam, mày bên tao muốn quay lại với mày thôi, thế thôi. Tại sao mày phải đăng tao lên mạng mày làm tao tiểu tam thế nào? Bây giờ mọi người tao tô xích tao, lỗi chúng mày. Ít nhất là tao đăng mày lên mạng. Ít nhất tao đăng mày lên mạng tao cũng che cái mặt mày vào cho mày đỡ nhục. Nhưng mà tao bỏ ra giờ mày không dám mắt mặt ra đường đâu em ạ. Chả dám các mặt hay không, nhưng mà chúng mày đăng tao lên mạng là chúng mày sai, mày sử dụng hình ảnh của tao. Chúng mày đăng lên như thế. Thế mày đúng không? Thế mày đúng từ đầu thì không ai đăng lên mạng cả. Chúng mày tự ý đăng ta lên, chúng mày chưa hỏi tao, mày hiểu chưa? Chả bây giờ đúng hay không đúng, nhưng mà chúng mày đăng ta lên mạng là chúng mày sai rồi. Thế mày xem là mối quan hệ này mày hỏi Linh chưa? Tao cần đích thì tao phải hỏi ý nó. Thì tao đăng lên tao cần đích thì hỏi ý mày. Mày sử dụng hình ảnh của tao. Thế mày xem vào cuộc sống của tao. Đúng rồi, mày xem vào cuộc sống của tao. Chờ đến lượt mày nói, mày cứ im đi. Đừng có xù lên. Thế bây giờ mày muốn nào? Bây giờ mày hẹn tao ra thì mày muốn như là mày nói vậy chứ? Tao muốn từ giờ tao mày không liên quan đến nhau nữa. Chúng mày đăng tao lên mạng xong chúng mày bảo không liên quan đến nhau nữa. Chúng mày nghĩ tao cũng để yên chúng mày thế à? Cái từ đó mà mày bình thường trái đăng mày lên mạng làm gì vậy? Đây là chúng mày tự ý đăng tao lên, chúng mày chưa hỏi ý của tao, mày hiểu chưa? Sao tiểu ta mà mặt dày dữ trời? Mày nói tiểu ta mày hả? Sao? 1 nhá, 2 này, 3, 4, 5 này. Sao đây? Có từng hôm nay ngày rõ mày không? Em ơi, mày làm gì mày làm luôn đi. Làm gì? Mày chỉ thế thôi à? Tổng quan sao là mày sai lầm rồi đấy. Không ai được nhá. Mọi em ơi. Mày bớt đi. Sao? Mày muốn sao? Em sao? Mày định ai? Mày sao? Sao? Mày đi ra thôi. Sao? Mày thích vào không? Hả? Thôi. Bây giờ mày bọn mày muốn thế nào? Tao nói thật luôn, hôm nay tao chỉ muốn gọi mày ra giải quyết vấn đề thôi. Thế chúng mày đây như thế nào? Tao không gọi mày là thôi. Thế chúng mày động tay chưa còn gì nữa? Động tay chưa? Rõ ràng
mày hất nữa mà mặt tao trước mà, tao làm gì mày? Mày lo tao, tự tao mày nói ai tự tao? Thế không phải là mày tự tao, lại lượt mày nói. Việc này không phải việc của mày. Mày đừng có đàn bà như thế. Chị mày thế đấy, không phải việc của mày. Sao? Từ đầu tao chỉ muốn là ra đây là chuyện bình thường thôi. Tao biết thừa là mày rước người ra đây rồi. Thế mày không dẫn người đeo à? Tao đi phòng. Tại vì là bọn tao biết thừa là mày sẽ dẫn người. Mà tao còn không tin mày dẫn năm lứa luôn. Mày làm gì? Bên năm đấy mày làm gì làm luôn đi. Bây giờ mày muốn như thế nào? Từ đầu ra đây tao chỉ muốn nói chuyện bình thường là xong, là mọi chuyện là coi như là xong, là kết thúc. Từ giờ sau mày đừng liên quan tao nữa. Mày kết thúc khi mày cầm ghế cầm cỏ như này à? Ơ, đây này, xem mày nữa mà làm gì? Em ngon vô đi, ăn được ăn đi. Ăn đi, thịt người tanh lắm, dễ ăn đâu. Anh chỉ một phốt, không phải như thế. Thế bây giờ mày muốn thế nào? Tại sao tao xin lỗi nó? Tao chẳng có gì sai cả. Sai hay không mày tự biết. Mày làm mối quan hệ của bọn tao dẫn đến như thế này, mày còn bảo mày không sai. Tao chả thấy tao sai gì. Lại mặt dày bây giờ mày nói mày chẳng giải quyết gì. Tao chỉ nói em một không câu... cần nó xin lỗi nữa. Tao chỉ nói không đánh giá gì nó là tao được. Tao chỉ nói một câu cuối, từ giờ đừng liên quan đến cuộc sống của nam nữa. Mày nghĩ là để chúng mày dễ thế á? Thì mày muốn làm xem. Mày lại... Tao không phải đợi, mày làm gì mày luôn, làm luôn đi, đợi làm gì? Làm luôn đi, sao phải đợi? Tao cho bọn mày 10 tiếng á. Mày làm luôn đi, biết chuyện rồi này. Mày làm luôn đi, sao phải đợi? Tao chả phải làm luôn bây giờ. Tao sẽ hành hạ với mày, không thời gian khác mà bây giờ. Tao xem mày hành hạ được cái gì? Mày cứ chờ xem đi, mày đi về. Không mà. Mày cứ đợi đấy. Chưa nói chuyện xong đâu. Đợi nhá. Nhúc nhé mày nhúc con. Xéo. Sao này chả là gì cả? Con mẹ nó cay thật đấy. Không sao, bình thường mà mọi người, nay chả có gì cả. Nên là chắc là từ nay mọi chuyện xong rồi mọi người ạ. Còn nếu mà bọn nó thích nào nữa mình chiều luôn. Nếu mình... nó xô sát tiếp thì làm sao anh? Mình không mà, sợ, anh chắc sợ luôn gì ấy. Mình làm người đúng. Riêng nhá, mình mà sai với xã hội mình sao là mình sai. Nhưng mà riêng mình đúng mà nó thích thì mình chiều luôn mà. Còn mình sai thì mình mà chịu nó thôi. Nó đông người như thế, hôm nay nó mới chỉ có 5 thằng. Kể cả 50 thằng cũng chả sợ. Má, nãy tôi chả sợ đâu. Một mạng thôi. Anh biết ngay mà, từ đó. Đóng hoặc bị đóng rồi. Cái cổ đâu? Đó, nó gây gỗ vào mình trước mà. Tôi không can vào, đánh quang rồi. Nó hất nước vào em trước mà. Riêng nếu mà nó hất vào mặt anh á, anh có thể nhịn được. Nhưng mà nó hất vào em, anh không chịu được, hiểu không? Mọi người ơi, đấy, hôm nay mình hẹn nó ra đây chỉ là để hai đứa mình nói chuyện nó ấy. Sao hai đứa mình hòa giải nhưng mình không nghĩ kiểu nó gọi người nó đánh bọn mình luôn á. Nó hất nước hẳn mặt mình. Không, anh tính rồi. Không nghĩ là kiểu, không nghĩ nó gọi đông thế. Nãy nó đông quá, chưa kịp làm gì hết. Hai nhanh quá. Cổ sức nó nhiều không? Sức một vết. Thì về em... Cũng ngon à, sao? Không sao, đùa ấy, mình không sao đâu. Kiểu rách ra cái thịt chả sao cả, bình thường mà. Nhưng mà thôi, xong hôm nay chắc là... Chắc là có khi nó biết sợ anh em ạ. Tại vì anh em mình cũng cứng mà, mình không sợ đâu. Còn nếu mà nó thích nào mình chiều ngay. Còn nếu mà kể từ nay về sau á, nó mà làm gì em nữa, em cứ bảo anh. Không cần gì cả, em chỉ cần anh không dính dáng đến nó là được rồi. Em cũng hiểu ra mọi thứ rồi. Từ nay bọn mình không dính dáng đến nó nữa. Không cần gì cả. Anh đố nó, anh đố. Nó thách thức cũng được, em không chấp nó nữa. Anh đố nó làm dính dáng em nữa. Anh chả sợ gì cả. Không sao rồi. Chỉ cần anh hai anh em ok là được rồi. Có anh em mà anh sợ em gì. Thế rồi. Chắc clip của mình kết thúc đây anh em ạ. Xem vỡ cốc vỡ ấy thì xem tí mình đền nữa. Tí bảo chị chủ quán đền. Nhặt cốc lên. Điện thoại mình còn dính nước không? Đập đấy chứ. Sao không anh? Không sao. Thôi anh em ạ. Thế là chắc tạm thời là xong rồi. Nếu mà sau này nó còn nào nữa thì mình tính sau chứ. Như hôm nay là chắc là nó cũng biết sợ rồi anh em ạ. Bởi vì anh em mình mà được. Nhưng mà anh em mình sai anh em mình chịu thôi. Còn anh em mình mà đã đúng mà nó thích nào anh em mình chiều luôn. Đó thôi, chắc là xong rồi. Còn sau này nó thích nào nữa là chiều nó luôn anh em ạ. Nó hung hăng quá em sợ luôn ấy. Mày sợ? Biết là em không phải sợ rồi nhưng mà nhìn mặt nó đáng sợ. Có gì đâu. Thế thôi, xong rồi anh em ạ. Giờ trở lại cuộc sống yên bình rồi. Mọi người nhớ là theo dõi mình để ấn sợ những clip vui vẻ của mình nhá. Từ giờ chắc là xong rồi đấy. Còn nếu mà có gì nữa mình sẽ quay cho anh em xem. Okay.